Điều mà họ chưa nói với bạn là gì? Nếu như bạn nhìn thấy video này xem như bạn hữu duyên. Và đây là video đầu tiên cho câu hỏi là liệu họ sẽ liên hệ lại với bạn hay không. Và mình xin để link ở trong phần bình luận. Các bạn bấm vào link đó để xem là liệu họ có liên hệ lại với bạn hay không. Vì đây là trải bài chung, do đó năng lượng của trải bài có rất nhiều. Và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Và sau đây là trải bài của các bạn. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ bài này. Xin trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu tâm tư của họ. Và kế tiếp sẽ là quyết định họ có liên hệ lại với bạn hay không. Xin trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ. Điều đầu tiên là họ muốn gửi đến bạn lời xin lỗi. Họ rất tiếc khi biết rằng họ đã nói dối với bạn. Hiện tại tâm trạng của họ rất là hối hận. Và cái hành vi nói dối này nó sẽ gây hại và nó làm xói mòn đi lòng tin và sự thân mật của mối quan hệ của cả hai bạn. Nó khiến cho cái việc nói dối này là cái việc họ muốn tránh cái xung đột và họ muốn bảo vệ cái tôi, cảm xúc của chính mình. Hoặc đơn giản là họ muốn chứng tỏ đối với bạn là họ có nhiều người theo đuổi, họ rất là đào hoa. Thì tùy theo từng trường hợp, nhưng mà họ quên rằng cái việc nói dối này nó sẽ phản tác dụng và dẫn đến sự tội lỗi, đánh mất đi tình yêu. Và quan trọng nhất là họ đã làm tổn thương đến bạn, bởi vì họ không thấy cái sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và sự hối hận này, họ không có cố gắng sửa chữa. Và điều mà các bạn cần là cần một đối tác có sự cam kết trung thực và trung thủy. Đồng thời bạn mong muốn họ phải tôn trọng cảm xúc và nhu cầu của bạn. Nhưng mà để kiếm một người như vậy cũng thật sự là khó. Nhưng mà hy vọng họ sẽ tìm hiểu được ý nghĩa và hậu quả của việc đã lừa dối bạn trong tình yêu. Và điều tốt đẹp nhất là vấn đề vẫn là giao tiếp giữa hai bạn nếu có thể xảy ra. Và tiếp theo nữa là một cái điều mà họ muốn nói với bạn là điều gì. Xin kết nối năng lượng với vũ trụ, xin thêm một thông điệp về lời họ muốn gửi đến các bạn xem trải bài này là thông điệp là họ cần là muốn cho hai bạn nên để cho nhau ra đi. Bởi vì họ đã thấy rằng trong cái mối quan hệ này, họ cần phải buông tay bạn ra. Thật sự có thể là một quyết định rất đau đớn và khó thực hiện. Bởi vì khi hai người yêu nhau mà nhận ra không có hợp nhau nữa, mối quan hệ không có lành mạnh hoặc không có những mục tiêu và giá trị cùng giống nhau, khác nhau hoàn toàn. Cái việc mà họ nghĩ là ở lại cùng với nhau có thể làm hại nhiều hơn là lợi. Do đó họ chọn buông tay là lựa chọn tốt nhất cho cả họ và bạn. Nếu như thời gian ấy họ nghĩ được cái việc là không có chiếm hữu và kiểm soát bạn, biết tôn trọng và ủng hộ hạnh phúc và an lành của bạn, thì mọi chuyện lại khác rồi, chứ không phải chia tay như bây giờ. Mà các bạn đừng có buồn, bởi vì khi mà buông bỏ nó không có dễ dàng đối với họ đâu. Nó sẽ có đau đớn đó. Quá trình nó cũng rất là khó khăn và đầy cảm xúc. Thực sự đòi họ cái sự dũng cảm và sự vượt qua của họ rất là nhiều. Nhưng mà nếu như họ quyết định buông tay với bạn rồi, họ phải bày tỏ cảm xúc và lý do của mình một cách rõ ràng nhất, chính là điều cuối cùng họ nên làm và phải tôn trọng với bạn. Chứ không phải để cho bạn phải tự chữa lành, tự tìm cách, tự phát triển bản thân, đồng thời không biết bây giờ làm sao, tại sao người ta lại buông bỏ mối tình này, tại sao không mở ra cho bạn những khả năng và cơ hội khác. Họ quên mất rằng cái hệ lụy của việc họ từ bỏ người yêu mình, chính là bạn, đem lại một cái sự đau khổ khác và tổn thương cực kỳ lớn cho chính bạn. Tuy nhiên cái câu này còn tối nghĩa quá, mình sẽ xin thêm một câu thật sự là họ muốn gì từ câu này. Và họ có câu là: tôi quyết định rời bỏ bạn trước khi bạn rời bỏ tôi. Câu này có vẻ như là một tình huống rất là đau đớn và khó khăn. Đôi khi mọi người có thể rời bỏ đối tác của mình bởi vì họ sợ bị tổn thương, sợ bị từ chối hoặc bị bỏ rơi. Và họ có thể nghĩ rằng bằng cách ra đi trước, họ có bảo vệ mình khỏi sự đau khổ của việc bỏ lại phía sau. Có thể họ đang gặp một vấn đề gì đó về mặt cam kết, về lòng tin và sự thân mật,
khiến cho họ không thể duy trì mối quan hệ đối với bạn. Tuy nhiên, cái việc rời xa cái người mà họ yêu chính là bạn thật sự không phải là giải pháp tốt nhất cho mối quan hệ của hai bạn. Nó chỉ khiến cho họ đã bỏ lỡ một cơ hội có một mối quan hệ ý nghĩa và viên mãn đối với người họ yêu, họ quan tâm, chính là bạn. Và nó gây ra một sự tổn thương cực kỳ lớn ở bạn luôn. Trong cái thời điểm ấy, bạn không hề có ý định sẽ rời bỏ mối quan hệ này. Hay vì họ quyết định rời bỏ, tại sao họ không tìm cách giải quyết cái nỗi sợ hãi và bất an của chính mình, mà họ kìm hãm họ lại trong chính tình yêu này? Có một bài hát rất là hay về cái chủ đề này, đó tính là bài hát Bleed Before You Love Me của ban nhạc Jonas Brothers. Bài hát kể về tình một đêm ca sĩ bỏ mặc một cô gái một mình trong bốn đêm vì sợ yêu và sợ bị mình bị tan nát trái tim lần nữa. Bài hát nó thể hiện sự tiếc nuối và buồn bã khi rời ai đó và khi họ có thể có cơ hội yêu đương. Thì đây chính là một cái tâm trạng mà họ đang gặp phải. Và thông điệp mà vũ trụ muốn gửi đến họ là họ quyết định rời bỏ bạn. Tại sao họ không nên cân nhắc lại xem quyết định của mình liệu có khả năng là kết nối lại hay không? Và nếu như họ cần cái sự bày tỏ cảm xúc của mình hơn là cái việc bỏ trốn chính là cách mà đối phó lại với tình cảm. Bởi vì họ cũng xứng đáng có được tình yêu và bạn cũng xứng đáng có được tình yêu này. Tại sao họ lại chọn cách là trốn chạy nó? Hãy suy nghĩ kỹ về những cái ý nghĩa của tình yêu và cái hậu quả của việc rời xa cái người yêu là chính là bạn là gì. Đó chính là lúc mà họ thấy được họ nên cần gì và phải làm gì trong mối quan hệ này. Và sau đây mình xin lấy tiếp một cái thông điệp để giải thích thêm cái việc mà họ rời bỏ bạn là gì. Xin kết nối năng lượng với trải bài và xin cho một cái thông điệp tại sao họ lại có cư xử như vậy khi họ rời bỏ mối quan hệ này là gì. Và ở đây chúng ta có lá bài. Thông điệp vũ trụ muốn gửi đến họ là họ hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi họ hành động hoặc quyết định việc gì đó. Bởi vì họ phải xem xét lại ý nghĩa và hậu quả của hành động của họ trước khi họ quyết định làm cái việc rời bỏ bạn. Đây là một cách thể hiện sự cẩn trọng và trách nhiệm và sáng suốt khi đưa ra quyết định của mình. Suy nghĩ trước hành động có thể giúp cho họ tránh những cái sai lầm và hối tiếc, những cái xung đột có thể nảy sinh cho những cái bốc đồng lúc mà cảm tính của mình đưa ra những quyết định thật sự là không đúng trong cái trường hợp đó. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động, bởi vì ý nghĩa trong một tình yêu nó phải lãng mạn, phải có sự cam kết, phải có sự đồng cảm và lòng hy sinh lẫn nhau. Việc suy nghĩ trước khi hành động và ra quyết định nó giúp cho chúng ta sẽ chọn ra được những người thực sự tương thích đối với các bạn. Cái người mà sẽ chia sẻ cái giá trị và mục tiêu của bạn, đồng thời đối xử với bạn bằng sự tôn trọng và tử tế nhất có thể. Thật ra cái vấn đề này, ai trong mối quan hệ tình cảm cũng cần phải nên áp dụng các bạn. Suy nghĩ trước khi hành động có thể giúp cho chúng ta bày tỏ được cảm xúc của mình một cách có xây dựng, không có phán xét đúng sai và tôn trọng, nhất định sẽ không làm tổn thương hay xúc phạm đối tác. Khi đó nó giúp cho bạn có khả năng lắng nghe cảm xúc của người khác nè và đáp lại bằng sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Tuy nhiên ở đây các bạn phải chú ý tới cái năng lượng là chúng ta giải quyết vấn đề chứ không phải là chúng ta đổ lỗi, chỉ trích hay gây bạo lực. Phải thực sự là bình tĩnh. Chúng ta phải cần phải hòa hiệp và đàm phán, tìm giải pháp phù hợp cho cả hai bên chứ không phải là thiên về bên nào hết. Khi mà các bạn cài đặt cái suy nghĩ đó trong tất cả các mối quan hệ của các bạn thì nhất định mối quan hệ của các bạn sẽ thành công và viên mãn. Tiếp theo sẽ là câu hỏi cuối cùng, họ sẽ có liên hệ lại với bạn hay không? Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn
tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.